thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 335 người giảng lão pháp sư tịnh không xin mời mở kinh ra khoa hội trang 49 trang 49 bắt đầu xem kinh văn hàng thứ ba Chúng ta đọc qua một đoạn ngắn Kỳ thượng bối giả Xã gia khí dục Nhi tác sa môn Pháp bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Tu chư công đức Nguyện sanh bị quốc Đến chỗ này là một đoạn trong đoạn này có ba đoạn nhỏ trong khoa phán các vị nhìn thấy rất rõ ràng đây là không nói đến nhân quả của tam bối chính là trồng nhân gì thì được cái quả đó Nghiệp nhân quả báo Tơ hào Không sai Cái đạo lý này Chúng ta nhất định Phải hiểu Thế xuất thế gian Pháp Đều không rời Nguyên lý, nguyên tắc Của nhân quả Bất luận là thế gian Pháp Hay Phật Pháp Đều không rời khỏi nhân quả Kinh này Thế Tôn Vì chúng ta mà Giới thiệu khái lược Chia những người giảng sanh Thành ba loại lớn Trước tiên là nói thượng bối Thượng bối Bạn xem nhân của họ Xã gia Khí dục nhi tác sa môn từ xưa đến nay rất nhiều đại đức vẫn còn thảo luận giảng sanh thế giới tây phương cực lạc thượng bối giảng sanh chính là thượng tam bối phàm phu chúng ta cuối cùng có phần hay không thời xưa giảng pháp cổ đại đức thời xưa này là từ đại sư thiện đạo đời đường bắt đầu từ thời của ngài cũng chính là nói trước ngài đại sư thiện đạo cổ đại đức nói thượng tam bối giảng sanh là bồ tát không phải phạm phu phạm phu không có phần Hơn nữa nói Một chuyện Giống như vậy Nói thượng thượng phẩm Là tứ địa Đến thất địa Bồ Tát Điều này thì cao rồi Nói thượng trung phẩm Là sơ địa đến tứ địa hay nói cách khác Trung phẩm trung sanh trở xuống Mới là phần giảng sanh của Phạm Phu Trước thời tùy đường Các vị Đại Đức Là nói cách này Nếu theo cách này mà nói Thì đại nguyện vô thượng của A-di-đà Phật Ở Tây Phương tịnh độ là vi diệu vô cùng Cái pháp môn trì danh này là đạo dễ hành Giáng sanh thù thắng chẳng gì bằng Vì những lời nói này đều là giả, không phải là thật phàm phu chúng ta chỉ có thể giảng sanh ba phẩm hạ sự việc này được tranh luận rất lâu đã mấy trăm năm rồi vẫn còn tranh luận mãi đến khi đại sư thiện đạo xuất hiện đại sư thiện đạo có truyền thuyết điều này cũng đáng tin ngài là Hóa thân A Di Đà Phật tái lai. Lời của Đại sư Thiện đạo chính là lời của A Di Đà Phật nói. Chúng ta không nên hoài nghi. Đến nỗi nói Đại sư Thiện đạo là hóa thân là A Di Đà Phật tái lai. Người Nhật cũng có cái truyền thuyết này. Lúc tôi đi viếng thăm Nhật Bản, người Nhật cũng nói với tôi giống như vậy họ khẳng định rằng đại sư thiền đạo là a di đà phật đại sư trí giả là thích ca ni phật người nhật bản đối với hai vị này vô cùng tôn kính ở trung quốc đối với đại sư thiền đạo hình như chưa được biết rõ ở nhật bản thì đi đến nơi đâu đều cũng có tượng của ngài Tượng khắc bằng đá Được thờ trong tổ đường của các ngôi chùa Cho nên chúng tôi đi đến các tổ đình ở Nhật Bản Nhìn thấy tượng của những vị tổ sư Đại Đức Chúng tôi không thể không hổ thẹn Người Trung Quốc không bằng người Nhật Bản Người Nhật Bản rất tôn kính các vị tổ sư có rất nhiều ngôi tự viện được đặt tên là Thiện đạo, gọi là chùa Thiện đạo. Cho nên bạn vừa nhìn thấy ngôi chùa có tên là Thiện đạo thì nhất định là chùa tu Tịnh độ. Đại sư Thiện đạo là vị tổ thứ hai Tịnh độ tông của chúng ta. Sơ tổ là ngài Huệ Diễn, nhị tổ chính là Đại sư Thiện đạo. đại sư trí giả là sơ tổ của tông thiên thai cho nên tông thiên thai cũng truyền đến nhật bản tông thiên thai ở nhật bản cũng rất hương thịnh chính là chúng tôi nhìn thấy hình vẽ cũng như là tượng của các vị tổ sư nhìn thấy ở nhật bản là có nhiều nhất đại sư thiện đạo dẫn chứng từ kinh điển Phủ định cách nói của cổ nhân Bạn xem Tứ thiếp sớ Cũng chính là kinh quán vô lượng thọ sớ sao Là của đại sư Thiện đạo Ở đây có nói đến Ngày nói Kháng thử quán kinh định thiện Chính là ở trong kinh quán vô lượng thọ có nói cùng với ý nghĩa của kinh văn tam bối thượng hạ sau khi phật nhập diệt rồi ngũ trường phàm phu đã dĩ, ngộ duyên hữu dị trí lệnh cửu phẩm sai biệt lời nói này rất là hay Chúng ta xác thực là phạm phu Ngũ trường Ác thế Chính là chỉ chúng ta hiện nay Chúng ta hiện nay Tu cái pháp môn này Tương lai giảng sanh phẩm vị cao thấp Thực tại mà nói là Do bạn gặp duyên không đồng Bạn gặp được duyên thù thánh Có thể bạn giảng sanh thượng tam phẩm Gặp phải duyên không tốt Thì có thể giảng sanh hạ phẩm Lời nói này Nói như thế nào Đại sư thiện đạo nói Thượng phẩm tam nhân Là gặp đại phạm phu Trung phẩm tam nhân Là gặp tiểu phạm phu Hạ phẩm tam nhân là gặp ác phạm phu Kinh nhân ở phía sau vẫn còn Dĩ ác nghiệp cố Lâm chung tịch thiện Thưa Phật nguyện lực Nải đắc giảng sanh Đáo bỉ hoa khai Phương thị phát tâm Hà đắc ngôn thị Thị học đại thừa nhân giả Nhược tác tự kiến Tự thất ngộ ta Vi hại tư thậm Mấy câu nói này nói rất là hay Bởi vì ngày xưa Những vị đại đức Nói là hạ bối là bạn vừa mới bắt đầu học Đại Thừa Là những người phàm phu này Bạn xem trung bối Thường bối đều là Bồ Tát Đại sư Thiện Đạo nói Kiểu kiến giải này Làm cho chính mình sai lầm Cũng làm cho người khác sai lầm Lời nói này rất hay Nhưng mà những lời nói này Chúng tôi vẫn muốn nói thêm mấy câu Nếu không thì rất khó hiểu Nói tóm lại là Ý nghĩa của đoạn này Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật Thì hiện nhập Niết bàn Điều này chính là Phật Không còn ở thế gian Chúng sanh ở thế gian này khổ Không có người để nương tựa Duy nhất Ở trong một đời này Có thể đáng nương tựa Là nương theo pháp môn này Có thể đáng nương tựa Chắc chắn thành tựu Lời này cũng là do Đại sư Thiện Đạo nói Dạng người thu, dạng người đi Đại sư vẫn có một câu danh ngôn Chúng tôi cho các câu nói này lên đá Người nói Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế Duy thuyết di đà bổn nguyện hải Câu nói này thật Tuyệt vời Chư Phật là ba đời chư Phật Ứng hóa trong chính Pháp giới Đây chính là xuất hiện tại thế gian Ứng hóa trong chính Pháp giới Vì sao vậy? Chỉ nói Pháp môn giảng sanh tình độ Hay nói cách khác Tất cả chư Phật thị hiện ở thế gian này Thế gian này là nói chính Pháp giới chỉ có một nguyện vọng Là mong muốn tất cả chúng sanh Niệm Phật giảng sanh tịnh độ Một đời viên thành Phật Đạo Đây là bổ nguyện của tất cả chư Phật Cho nên Tứ độ ta bối củ phẩm Tì phàm phu có phần Những lời này không phải là nói cho thánh nhân Không phải nói cho Bồ Tát chính là nói cho phàm phu chúng ta cho nên ngài đã nói ba bậc chính phẩm đều ở tại nơi duyên khác nhau lời nói này là thật bạn gặp là duyên gì đương nhiên ở trong phật pháp nói là tứ duyên sanh pháp tứ duyên sanh pháp thì có ba điều mà bản thân bạn đã có sẵn thân nhân duyên là trong đời quá khứ bạn đã kết duyên với pháp môn tình độ rồi các vị đồng tu chúng ta đang ngồi đây điều này chúng ta đều có nếu như trong quá khứ các bạn không kết duyên với a di đà phật thì các bạn sẽ không đi đến nơi này bạn đã đến nơi này Nghe giảng kinh Rất là khoa hỷ Chứng tỏ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ Bạn đã tu tịnh độ rồi Vì sao tu tịnh độ mà chưa giảng sanh Là do có duyên khác nhau Đó là do sự khác biệt của duyên Cho nên bạn chưa có đủ duyên Chính là nói nó phải có rất nhiều điều kiện Bạn chỉ có điều kiện này Nhưng lại thiếu những điều kiện khác Đây gọi là có thiện căn ở trong kinh nói là thiện căn, Thiện căn sâu vậy Đây là duyên thứ nhất Thứ hai là sở duyên duyên Đây là vấn đề lớn Tuy là trong đời quá khứ Bạn có trồng thiện căn tịnh độ Nhưng mà trong đời này Bạn lại không muốn tu cái pháp môn này Vì là sở duyên duyên của bạn không có trong cuộc đời này Bạn ham thích hưởng thụ Danh văn lợi dưỡng Của dục lục trần của thế gian Mà lơ là đi sự việc học Phật Vậy là bạn đã thiếu cái duyên này Thứ ba gọi là vô gián duyên Vô gián duyên Là cái duyên này không thể gián đoạn Chúng ta thường xuyên gián đoạn Đây là nguyên nhân Vì sao nhiều đời nhiều kiếp Trong quá khứ không thể thành tựu Điều này rất quan trọng. Đại sư. Ở chỗ này nói với chúng ta gặp duyên là gặp duyên gì, không phải là ba cái duyên này, là loại thứ tư tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là ngoại duyên. Chúng ta ngày nay gặp được pháp môn này. Cũng là duyên. Có rất nhiều người trong đời này Học Phật Mà không gặp được Pháp môn tịnh độ Họ tu các pháp môn khác Buổi trưa hôm nay Hội trưởng Lăng Tư Ở Hồng Kông Gọi điện nói với tôi Đại khái là Ở Thanh Hải Ở bên Tây Tạng Có Phật học viện Ngũ Minh Có một vị Phật sống rất nổi tiếng Ở Trung Quốc Có rất nhiều người đến quy y Xung quanh ông có hơn 5.000 người Đệ tử theo ông Mà học Mật Tông Nghe nói Ông đã giảng sanh hai hôm nay rồi Là niệm Phật mà giảng sanh Cách làm này của ông Chính là độ cho rất nhiều người niệm Phật Phật sống Bạn xem cả một đời Nhưng cuối cùng niệm a di đà Phật mà giảng sanh Cho nên có rất nhiều người từ trước đã niệm Phật Sau này theo ông học mật Hiện tại thấy ông hồi đầu như vậy Quay đầu lại niệm a di đà Phật Đây không phải là người thông thường Là Bồ Tát đến thị hiện cho chúng ta tăng thượng duyên. Cho nên chúng ta gặp được pháp môn Tịnh độ. Cái duyên này rất là thuận thắng, gặp được pháp môn Tịnh độ, bạn không hẳn gặp được bộ kinh vô lượng thọ này. Bộ kinh vô lượng thọ này ở trong pháp môn Tịnh độ là pháp bảo vô thượng bạn gặp được rồi gặp được bộ kinh này mỗi ngày đều tụng mà không hiểu thì thật là uổng công nếu bạn gặp được thiện tri thức giảng giải tường tận cho bạn đối với bộ kinh này bạn tụng đến thuộc lòng ý nghĩa trong bộ kinh này bạn đã hiểu rõ đều có thể thông đạt cái duyên này thật là thụ thắng bạn ở nơi này kiến lập tính tâm kiến lập nguyện tâm khơi lại thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của bạn cùng với cái duyên này kết hợp lại trong đời này của bạn nhất định sẽ giảng sanh cho nên cái duyên này quan trọng vô cùng phật pháp vô cùng xem trọng cái duyên này bạn xem Phật không nói nhân sanh Mà nói duyên sanh Điều này ở trong Phật giáo Đại Thừa Thường xuyên nói Tất cả Pháp duyên sanh Họ không nói đến nhân Nhân là do quá khứ Đã tạo không có cách gì Khống chế Duyên là ở trong đời này Bản thân mình có thể khống chế điều này không thể không biết khi chúng tôi vừa mới học phật cái duyên thù thắng là gặp được lão sư tốt những điều lão sư dạy cho chúng tôi chúng tôi ghi nhớ mãi trong tâm y giáo phụng hành Lão sư không bao giờ nhớ gạt chúng tôi Cho nên chúng tôi có thể đạt được thành tựu Nếu như chân thật Thân cận một vị thiện tri thức Vì lão sư tốt Đối với họ bạn còn nửa tin nửa nghi Đối với lời dạy bảo của họ Bạn hoàn toàn không thể chấp nhận Vậy thì sự thành tựu của bạn Sẽ có sự sai biệt nếu như hoàn toàn không thể tiếp nhận bạn cùng với vị lão sư này chẳng có chút thành tựu nào đáng nói cho nên phật pháp là sư đạo nếu chúng ta không tôn sư trọng đạo cho dù là bạn cần cù tu học như thế nào thì bạn cũng không thể thành tựu cái đạo lý này ở trong đó rất sâu, rất rộng Ba phẩm này Ở trong kinh văn chúng ta Sẽ học đến Đại sư thiện đạo nói Người giảng sanh ba phẩm hạ là ác phạm phu Ác phạm phu là gì? Là tạo tác ác nghiệp Vì chúng ta nghĩ xem Chúng ta hiện nay tạo ác nghiệp rất nhiều Chúng ta phải thừa nhận Không thể không thừa nhận Tuy là tạo ác nghiệp Nhưng sau khi học Phật Có thể sửa đổi lỗi lầm Có thể đoạn ác tu thiện Điều này thật là đáng quý Nhưng mà Đây không phải là ý của Đại sư Thiện Đạo Ý của Đại sư Thiện Đạo Là một đời làm ác Đến lúc Lâm chung Mới hối hận Đây là hạ tam phẩm Giống như tuổi tác của chúng ta Vẫn còn được Ít ra cũng sống thêm được Mấy mươi năm nữa Vì chúng ta có được mấy mươi năm công phu Công phu năm ba năm tám năm mười năm chúng ta nhất định là bản thân mình có thể nâng cao đến trung phẩm thượng phẩm ba phẩm hạ này đại khái là những người bị bệnh rất nặng sắp ra đi rồi trước lúc ra đi mấy hôm thì nghe được phật pháp thời gian của họ rất ngắn đây là ba phẩm hạ cho nên Ngài nói Chính phẩm giảng sanh Đều do duyên không đồng Cho dù Một đời tạo tác ác nghiệp Khi Lâm chung gặp được thiền tri thức Khai thị cho họ Họ thực sự sám hối Thực sự hối lỗi nhất tâm niệm Phật Cầu giảng sanh a di đà Phật hoàn toàn không bỏ rơi họ Phật Đại Từ Đại Bi Chỉ cần bạn thật sự chịu hồi đầu Thì Ngài vẫn đến tiếp dẫn bạn Sự việc là như vậy Đến thế giới Tây Phương cực lạc Họ mới phát tâm Đây gọi là Hạ Tam Phẩm ở trong chú giải của đại sư thiện đạo có trích dẫn rất nhiều kinh luận chứng minh lời nói của ông đều có căn cứ không phải là tự mình suy đoán cho nên ngài nói với chúng ta lời kết luận thế giới cực lạc ba bậc chính phẩm đều là phẩm vị Giảng sanh của Phạm Phu Trong ngũ trượt ác thế Đây là sự an ủi Rất lớn cho chúng ta Điều này là thật Không phải là giả Nhưng mà chúng ta Ở thế gian này Do gặp duyên không đọc bạn gặp được phật pháp gặp được pháp đại thừa tiểu thừa khác nhau mỗi người căng tánh lợi độn là do trong đời quá khứ túc căng tu học không như nhau nếu như chúng ta là phàm phu đại căng đại khí khi tiếp nhận pháp môn này Có thể tin, có thể giải Lại còn y theo mà tu hành Ở trên kinh này nói Và người đại căn tánh viên đốn Ở thế gian này tu hành một ngày Thì công đức vượt trội hơn người thông thường Tu hành rất nhiều năm Cho nên công đức một đời viên mãn Xác thực là có thể đạt được Quả vị thượng phẩm thượng sanh Đây là chúng ta chưa đọc đoạn kinh văn Phía trước để sư tiền đạo có lời khai thị như vậy giúp cho chúng ta có niềm tin vững chắc cái pháp môn này thì mọi người chúng ta cảm thấy đều có phần hiện nay theo kinh này mà nói xác thật là ba bậc giảng sanh này là gì phàm phu chúng ta mà nói Thánh nhân chỉ là nói bổ sung thêm Thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền giáo Trên kinh nói Nhất định sẽ thành chánh giác Chính là phẩm thứ bảy trong 48 phẩm của kinh này đã nói Lệnh bỉ chư quần xanh Trường giả dạ vô ưu não Xuất sanh chúng thiện căn Thành tựu bồ đề quả Ngã nhược thành chánh giác Lập danh vô lượng thọ Chúng sanh văn thử hiệu Câu lai ngã sát trung Như Phật kim sắc thân Diệu tướng tất viên mãn Mấy câu kệ này Bốn câu phía trước Nói rõ Nguồn gốc của Đại Nguyện Di Đà Làm cho rộng khắp chúng sanh Viên thành Phật Đạo Vì chúng ta muốn hỏi Tất cả chúng sanh này có thể thành Phật hay không? Chúng ta học Phật cũng đã nhiều năm rồi. Đã tụng không ít kinh luận. Chúng ta tin tưởng những lời dạy của Phật. Vì sao vậy? Trên kinh Hoa Nghiêm nói, kinh Hoa Nghiêm kinh Viên Giác đều nói tất cả chúng sanh bổn lai thành Phật. Điều này là thật chứ không phải là giả tại vì sao bạn lại trở thành như thế này bổn tánh của bạn là phật hiện tại thì bạn đã quên mất bổn tánh rồi hiện giờ phiền não tập khí của bạn đang làm chủ tập tánh làm chủ bạn có thể buông bỏ được phiền não tập khí thì bạn liền thành phật nếu bạn hiểu được cái đạo lý này Thông suốt chân tướng sự thật này thì bạn là người thượng thượng căn. Bạn niệm Phật tương lai giảng sanh là thượng phẩm thượng sanh. Đây chính là gặp duyên không động. Có người cả đời học Phật không gặp được kinh điển như thế này, không nghe được người nói pháp này. Cho nên bản thân không biết được duyên quá phức tạp. Thực tại mà nói cũng không dễ gì gặp được Cho nên đã gặp được thì phải trân quý Nghe kinh Là quan trọng hơn bất cứ thứ gì Bồ Tát cũng không thể không nghe kinh Các vị Đồng tu tại gia cũng như vậy Nếu như đã thọ với Bồ Tát rồi Trong giới Bồ Tát có quy định rõ ràng Trong vòng 40 dặm Có Pháp Sư giảng kinh Nếu bạn không đi nghe kinh Thì đã phạm giới rồi Bộ kinh này ta thuộc rồi Ta cũng biết giảng Nghe họ giảng để làm gì chứ vẫn là phải đi nghe không nghe thì phạm giới bạn đã thuộc lại còn biết giảng thì tại vì sao phải đi nghe đi để ảnh hưởng đại chúng đạo tràng giảng kinh đại chúng đông đảo thì đạo tràng trang nghiêm bạn đến để trang nghiêm đạo tràng hơn nữa là để cho người sơ học thấy vị pháp sư đó là giảng kinh giảng hay như vậy họ đều đến nghe đại khái là vị pháp sư này giảng được lắm nếu như vị pháp sư này bạn xin khởi tính tâm bạn đến là để gây sự ảnh hưởng cho đại chúng việc gây sự ảnh hưởng cho đại chúng này cũng tăng thêm tính tâm cho người nghe công đức rất lớn chúng tôi năm xưa khi mới học giảng kinh thật ra giảng chưa được hay nhưng mà lão sư của chúng tôi đến nghe vì lão sư này không phải là lão cư sĩ lý bĩnh nam là lão sư châu ban đạo thời kỳ kháng chiến khi tôi đang học trung học ông là thầy hiệu trưởng của tôi tôi ở đài bắc để giảng kinh lúc đó thì ông sống ở đài bắc mỗi lần giảng ông đều đến ông ngồi nghỉ trước mặt không những nghe giảng mà ông còn ghi chép Ông ghi chép lại trong quyển tập Cho mọi người xem Đây là những đại đức cư sĩ Nhà học Phật Rất nhiều học giả Lão cư sĩ Lão Pháp Sư Lão Pháp Sư rất khiêm tốn Giống như Nam Ninh Pháp Sư Là Lão Pháp Sư Pháp sư Quảng Thâm cũng đã nghe tôi giảng kinh Giống như, như Pháp sư Nam Đình Là lão Pháp sư Những lão Pháp sư này nghe rất hứng thú Các vị nghe giảng kinh Ngồi trước sau thành một hàng Tôi lên giảng tòa Thì các ngài mới vào Tôi vừa giảng xong Thì các ngài liền ra về Vì sao vậy Các vị nghĩ xem Chúng tôi là hậu học Các vị là Pháp sư Khi mới đến Chúng tôi nhất định phải lễ lại các ngài Các ngài không để cho tôi lễ lại cho nên các ngài đến trễ dị sớm Rất là tuyệt vời Đối với những người mới bắt đầu học Các ngài đều rất yêu mến Cư sĩ chúng ta không nên cần phải lễ lại Có thể đến sớm một chút Có thể học tập cùng với chúng tôi Đây cũng là duyên Hơn nữa Lão sư thường xuyên vì bảo chúng tôi học phật đặc biệt là học giảng kinh giảng kinh phải kết pháp duyên không kết pháp duyên thì tương lai bạn thành phật bạn giảng kinh sẽ có rất ít thính chúng không ai đến nghe bạn giảng cho nên năm xưa lão sư đã dạy cho chúng tôi những người học giảng kinh như chúng ta đi đến các đạo tràng khác đều có quy định linh chánh điện phải lễ phật ba lễ ba lễ này của chúng tôi không giống với ba lễ thông thường của các bạn lễ thứ nhất là cầu nguyện kết duyên với đạo tràng trong tương lai có duyên có thể đến giảng kinh với đạo tràng lễ thứ hai là cầu nguyện có duyên với thường trụ chính là kết duyên với trụ trì chấp sự người quản lý ở trong tự diện lễ thứ ba là kết duyên với hết thể tiến độ của đạo tràng Ba lại này được lễ lại rất là thành kính Tương lai bạn đến cái đạo tràng này để giảng kinh Pháp Duyên sẽ rất thụ thắng Đây là lời dạy của Lão Sư Cho nên những Pháp Sư giảng kinh như chúng tôi Đi đến bất kỳ nơi nào đạo, đạo tràng của người xuất gia hay tại gia Sự lễ lại của chúng tôi đều là cầu cho những điều nguyện này Pháp Sư Giảng Kinh Trừ khi là bất đắc dĩ Hoặc là sự việc rất quan trọng Hay là bị bệnh Nếu không thì nhất định phải đi nghe giảng kinh Bạn không đi nghe giảng kinh Nghe giảng kinh là kết pháp duyên với đạo tràng Với Pháp Sư Giảng Kinh Với đại chúng nghe giảng kinh Đều là do duyên không đồng Bạn không thích nghe người khác giảng kinh thì ai thích nghe bạn giảng kinh chứ Nhân quả là như vậy mà Các vị Đều biết pháp duyên của tôi Vô cùng thù thắng Thù thắng ở chỗ nào vậy Đều là do lão sư dạy Thiết kết pháp duyên với chúng sanh Bất kỳ người nào giảng kinh Chỉ cần tôi có thời gian trống Là nhất định sẽ đi nghe tôi không bỏ buổi giảng nào vì sao vậy pháp duyên của bạn tù thắng cho nên lần này ở đây giảng kinh cho các vị đồng tu bất luận là tại gia hay xuất gia bạn phải biết cái đạo lý này đây là nghiệp nhân quả báo không phải là đời sau kiếp sau nhiều đời nhiều kiếp mà trong đời này bạn liền gặp được là lời của người xưa nói tổ tổ tương truyền nhất định không sai chúng tôi tin tưởng nên bản thân y giáo phụng hành quả báo hiển nhiên hiền tiền Vì là ở trong đây Chúng ta vừa đọc bốn câu kệ Trong đó Câu đầu tiên Là chính a di đà Phật tự phát nguyện Ngã nhược thành chánh giác Ngày hiện giờ đã thành Phật rồi Đã thành Phật Ở thế giới cực lạc rồi Phật hiệu của Ngài là vô lượng thọ a di đà chính là vô lượng thọ Chúng sanh văn thử hiệu Câu lai ngã sát trung nghe cái danh hiệu này cái danh hiệu này nghĩa là gì điều này không thể không biết cổ đại đức thường nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn chúng tôi cũng đã nghe quen tai nhưng mà câu nói này đã bao nhiêu năm vẫn còn nghi vấn công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn Tại vì sao lại không thể nghĩ bạn Cuối cùng là không thể nghĩ bạn như thế nào Nghi hoặc đều là nằm ở chỗ này Mãi cho đến Khi đọc được Kinh Vô Lượng Thọ Tôi mới hiểu được điều này Hơn nữa là nhờ Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy Ở phía trước của biển kinh này Có viết lời tựa rất dài Chúng tôi tỉ mỉ Đọc phần lời tựa này Mới hoảng nhiên đại ngộ Ông nói với chúng tôi Vào thời tùy đường Chính là thời Hoàng Kim của Phật giáo Trung Quốc Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái Đều được thành lập vào thời đó Vào cuối đời tùy đầu nhà đường Tổ sư Đại Đức xuất hiện rất nhiều Nhân tài trong Phật giáo có rất nhiều Thật sự đều là nhân tài kiệt xuất Trong đó có rất nhiều Phật Bồ Tát tái lai Những vị này là thị hiện Duyên rất thuần thắng Những vị đại đức này Thường xuyên thảo luận với nhau Năm xưa Thế Tôn còn tại thế Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Ngày giảng kinh nhiều như vậy Bộ kinh nào là quan trọng nhất Bộ kinh nào là viên mãn nhất Là thảo luận những vấn đề này Sau đó các vị Tổ sư Đại Đức công nhận Đều đề cử bộ kinh Đại Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm Cho nên mới gọi là Pháp Luân Căn bản của Phật giáo dùng là hiện nay để nói chính là khái luận phật giáo kinh hoa nghiêm là phật giáo khái luận khái luận của kinh điển trong bộ kinh này nói vô cùng viên mãn hết thảy tất cả những bộ kinh khác đều là nói rõ một phần nào đó trong kinh hoa nghiêm cho nên kinh hoa nghiêm mới là kinh hoàn chỉnh nhất viên mãn nhất Cho nên đến cuối cùng viên mãn Cuối cùng là nương theo Bồ Tát Phổ Hiền Mười Đại Nguyện Dương Dẫn về cực lạc Các vị nghĩ xem cái đạo nhị này Nếu như không có Mười Đại Nguyện Dương Dẫn về cực lạc Thì Kinh Hoa Nghiêm sẽ không viên mãn hay nói cách khác kinh hoa nghiêm chỉ độ cho người thượng thượng căn người trung hạ căn không có phần phần cuối có dẫn về cực lạc hạ hạ căn đều thành phật đây mới thực sự là cứu cánh viên mãn nói dẫn về cực lạc thì kinh vô lượng thọ chính là cực lạc cũng nói kinh vô lượng thọ chính là tổng kết của kinh hoa nghiêm là xu hướng mục tiêu cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm Kinh Vô Lượng Thọ Đề nghị quá cao So với Kinh Hoa Nghiêm vẫn còn cao Kinh Hoa Nghiêm quy về Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ thì quy gì đâu Kinh Vô Lượng Thọ quy về 48 lời nguyện Bạn xem thử 48 phẩm Quan trọng nhất là phẩm thứ sáu Phẩm thứ sáu là 48 lời nguyện 48 lời nguyện có 48 điều Điều nào là quan trọng nhất Cổ Đại Đức nói là nguyện thứ 18 Một niệm đến 10 niệm Nhất định được sanh Đây chính là nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn Là từ đây mà có bạn không thể không biết Do vậy mới biết 48 lời nguyện chính là giải thích danh hiệu Bộ Đại Kinh này chính là giải thích 48 lời nguyện Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ Bộ Đại Tăng Kinh này là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm Các bạn cứ như vậy mà quan sát mà tư duy thì bạn mới hiểu được câu a di đà phật này nó bao gồm hết thảy phật pháp ở trong đó không bỏ sót điều nào công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn cho nên chúng sanh văn thử hiệu câu lai ngã sát trung câu nói này thật sự không phải là giả chúng sanh ở đây là chúng sanh trong chính pháp giới không thiếu sót một ai Cho nên công đức của danh hiệu Thực tại là không thể nghĩ bàn trong danh hiệu đã hàm chứa nghĩa lý sâu rộng vô cùng Hai câu cuối cùng Là nói sự thành tựu diệt giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc của bạn Sự thành tựu này là bình đẳng Tuy là có bốn độ Ba bậc chín phẩm cho dù là hà hà phẩm giảng sanh Cũng không ngoại lệ Như Phật kim sắc thân Diệu tướng tất viên mãn Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thân tướng của bạn sẽ giống như a di đà Phật Hà hà phẩm giảng sanh Cũng không có khác nhau Bởi vì trong kinh hoàn toàn không có nói Trừ trung phẩm và hạ phẩm ra Kinh không có nói như vậy không có cách nói như vậy Cho nên ba bậc chính phẩm Cả thấy đều như nhau Đây là không thể nghĩ bạc Điều này mới thật sự nói rõ sự thù thắng Của thế giới Tây Phương cực lạc Thế giới Tây Phương cực lạc là... Công đức trang nghiêm Công dị bằng Mỗi câu đều là nói thật Chúng ta không thể không biết học Phật Thì trước tiên Phải hiểu rõ Thế giới ta bà của chúng ta ngày nay Chúng ta ở thế gian này Đại tâm phàm Phu Mong Phật gia trì Thượng bối giảng sanh Điều này thì chúng tôi có thể tin tưởng cho nên cái vấn đề hiện nay Chính là đại tâm Điều này rất quan trọng Bạn không phải là đại tâm Thì có thể giảng sanh Không phải là thượng phẩm Thượng phẩm thì phải đại tâm Chính là giống như Kinh Hoa Nghiêm vậy Bạn xem đương cơ Của Kinh Hoa Nghiêm Đại sư Thanh Đương nói 10 loại cơ Phân thành Mười loại căng tánh Đương cơ thật sự là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Đó là Pháp Thân Đại Sĩ thật Không phải là người thông thường Điều là Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh Chúng ta nói Pháp Thân Bồ Tát Đó là người đương cơ ở trong Kinh Hoa Nghiêm Nhưng mà trong đó có một điều gọi là Đại Tâm Phạm Phu Phạm Phu chúng ta nếu như Tâm lượng lớn cũng được Cũng là người đương cơ trong Kinh Hoa Nghiêm cái tâm lượng này lớn, lớn đến mức độ nào? Như thế nào mới gọi là tâm lượng lớn? Trên kinh Phật có hai câu nói: Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Bạn không có tâm lượng lớn như vậy thì không được. Không có tâm lượng lớn như vậy thì không thể học hoa nghiêm. Cho dù là bạn học như thế nào cũng không thể vào được cảnh giới hoa nghiêm không có cái tâm lượng lớn này bản tu tình độ cũng không thể giảng sanh thượng phẩm Giảng sanh thượng phẩm phải là đại tâm phạm phu Cái đại tâm này cũng là duyên Chúng ta phải mở rộng tâm lượng Chúng ta không học Phật Tâm lượng cũng nhỏ bé Đều là tự tư tự lợi Có việc gì thì trước tiên Cũng đều nghĩ đến bản thân mình Sau khi học Phật mới hiểu được Chúng ta nghĩ đến bản thân mình là sai lầm rồi Phải nghĩ đến người khác Điều trước tiên là phải nghĩ đến người khác Nghĩ đến cha mẹ, anh em Người thân quyến thuộc của chính mình Cái này thì tâm lượng có lớn một chút Hơn nữa là Là nghĩ đến bạn đồng tu của chúng ta Nghĩ đến bà con hàng xóm của chúng ta Nghĩ đến nơi chúng ta cư trú Nghĩ đến cái địa phương này như vậy thì vẫn chưa đủ lớn. Cho nên phải lớn hơn nữa, bạn có thể nghĩ đến một tỉnh, nghĩ đến một thành phố. Mở rộng hơn nữa thì bạn nghĩ đến quốc gia của chúng ta. Rộng lớn hơn nữa thì bạn nghĩ đến cái địa cầu này. Cho nên hiện nay chúng ta thường xuyên qua lại với những quốc gia, những chủng tộc, những tôn giáo khác nhau. Chúng ta không nói quốc gia, không nói khu vực. Chúng tôi xin nói với các vị, chúng ta đều là người trên địa cầu này. Bạn chưa rời khỏi quả địa cầu này. Thì chúng ta đều là người trên quả địa cầu, cho nên khởi tâm đồng niệm, chúng ta phải nghĩ đến phúc lợi của tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này. Cái tâm lượng này là rất lớn, có thể giảng sanh thượng phẩm hay không? Không thể. Một quả địa cầu này thì quá nhỏ bé. Nhưng mà Bạn đã nghĩ đến qua địa cầu này Trung phẩm thượng sanh Thì có thể được Cho nên người học Phật Chân thật thường suy nghĩ đến Chúng sanh trong chính Pháp giới Câu nói này chính là bao gồm Thiên địa quỷ thần Chúng ta đều phải nghĩ đến cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật